quý vị, trước mắt chúng ta là hành lý cuối cùng của hai hành khách Hoàng Minh và Đức Cường. Họ sẽ mở những chiếc vali này để khách VIP của chúng ta có thể nhìn thấy họ kỹ hơn và có chấp nhận họ hay không, để họ có cơ hội chấp nhận những bí mật của khách VIP. Chúng tôi xin được mời hai hành khách sẽ lấy hành lý của mình. Em cũng nói là sợ cái môn đăng hậu đối. Thực sự là trước đây gia đình em rất là nghèo khó. Em phải phụ gia đình từ lúc nhỏ. Làm công việc em cố gắng từng ngày. Em rất là sợ người khác khinh mình nghèo. Nên em quen người gái mà em cảm thấy mà người đó cứ nhìn vào cái gia đình của em mà để đánh giá cái tình cảm thì em rất là sợ. Em mong là người con gái mà thương em á thì đừng bao giờ nhìn vào cái gia đình để làm một cái thước đo về cái tình cảm của đôi ta, mà hãy nhìn vào những cái cố gắng, những cái nỗ lực của em mà đánh giá đó là tình cảm đúng hay là sai. Ví dụ như nếu đặt trường hợp là gia đình của em có một cái chuyện gì đó mà cần một cái số tiền lớn, nếu mà em sẵn sàng mở lời thì anh có thể giúp em không? Trong lúc đó là cái mối quan hệ cũng khá là lâu rồi đó. Một khi mà đã thương thì theo kiểu mà mình san sẻ những cái mà khó khăn của nhau thì cái vấn đề đó không có gì cả, tại vì anh nghĩ là anh còn đôi tay, anh còn tất cả mọi thứ thì anh có thể làm lại được cả. Nghĩa là đến đây thôi là đủ rồi, chúng ta sẽ không nói thêm nữa. Quyết định cuối cùng sẽ thuộc về khách VIP của chúng ta, Hoàng Yến. Em chọn bí mật của chàng trai này hay em chọn bí mật của chàng trai này? Trước khi em lựa chọn, em có thể nhờ sự trợ giúp của ban cố vấn một lần nữa đúng không ạ? Em thì chọn bạn Minh. Gay nhỉ, thật ra hai người này nó hơi tương đương á, hơi khó. Tôi sẽ chọn bạn bên này này, bạn Đức Cường. Ừ, Cường. Đừng chọn một người đàn ông có tất cả, mà hãy chọn người đàn ông dành tất cả cho mình. Cảm ơn. Muốn gửi đôi lời tới em là mình cứ dựa vào cảm xúc, mình cứ chọn thoải mái. Tại vì khi mà kết thúc show này thì chưa chắc là ai sẽ thua ai. Nếu mà em chọn anh thì với cái tính cách của anh vậy, anh có thể bao dung được những cái khuyết điểm của em hay không? Anh tổn thương thì một mình anh là đủ rồi, nên anh sẽ che chở và lấy đi những cái tổn thương đó về phía anh thôi. Nói chung thì đến đây là một cái duyên rồi, cho nên là em sẽ chọn theo cảm xúc của em. Và quyết định cuối cùng của em sẽ là? Em chọn anh. Anh số 3. Yeah!